Hà Đức Chinh bắt đầu được biết đến nhiều hơn sau giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Tiền đạo của SHB Đà Nẵng thường xuyên được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tập trung đội U23 cũng như đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, phong độ của Đức Chinh không được ổn định. Việc này khiến cho người hâm mộ thất vọng, thậm chí anh còn bị huấn luyện viên Lê Đức nhiều lần chỉ trích, thường xuyên bị đẩy lên bàn ghế dự bị. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều lần đề cập đến việc thiếu hụt lực lượng tiền đạo nội. Ông cũng từng nói đến việc Đức Chinh bị giảm sút phong độ là do ảnh hưởng của tiền đạo ngoại khiến anh không được ra sân thường xuyên. Em nghĩ thực sự bây giờ tiền đạo nội ở Việt Nam mình cũng rất là ít, nên em mong muốn là tiền đạo nội của mình sẽ có nhiều hơn nữa để cho thầy có nhiều sự lựa chọn. Thật sự thì bản thân của bọn em cũng cố gắng nỗ lực để cạnh tranh vị trí với tiền đạo ngoại. Thế là thật sự em nói thật, đấy là bọn em cũng sẽ nỗ lực tập luyện từng buổi tập một để bọn em cố gắng cạnh tranh cái vị trí đấy. Ở trong như ở đội em thì kể cả cầu thủ ngoại không tập tốt thì cầu thủ nội cũng có thể vào sân thi đấu rất là bình thường. Ở mùa giải 2021, SHB Đà Nẵng đã chiêu mộ hàng loạt những cầu thủ có chất lượng. Trong đó có hai ngoại binh Rafaelson từ Nam Định và Gustavo từ Bình Dương. Tại giải TLT Cup Masu 2020, Rafaelson đã cho thấy sự thích nghi nhanh chóng và ghi được 3 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn. Cầu thủ này cũng kết hợp rất ăn ý với Phan Văn Long. Với phong độ này, nhiều khả năng Rafaelson sẽ trở thành chủ công mới của Đà Nẵng cho mùa giải 2021. Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của tiền đạo Hà Đức Chinh. Việc Đà Nẵng chưa về hai tiền đạo ngoại thì riêng bản thân của em thì em cũng sẽ nỗ lực từng phút từng giây được ở trên sân thi đấu. Em sẽ cố gắng làm hết mình để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình được huấn luyện viên giao cho. Thật sự là khi huấn luyện viên đã lấy một cầu thủ ngoại về rồi thì em nghĩ là huấn luyện viên có thể sắp cầu thủ đấy đá ở vị trí tiền đạo cắm, thì em nghĩ là với một cầu thủ nội thì bản thân của bọn em thì sẽ phải cố gắng nỗ lực để tập luyện để có được trao cơ hội vào sân, bọn em sẽ cố gắng thể hiện hết sức mình. Em nghĩ nếu mà có cầu thủ ngoại ở trên thì làm cho bọn em có tinh thần tập luyện hơn, làm cho bọn em có tinh thần cố gắng hơn để cho bọn em quyết tâm hơn để giành được vị trí của tiền đạo ngoại. Ở mùa giải 2020, Đức Chinh không có nhiều cơ hội ra sân do bị bệnh gan. Sau khi quay trở lại chân sút quê Phú Thọ ghi được 4 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng ở V-League và Cúp Quốc gia. Để có thể cạnh tranh với các tiền đạo ngoại trong mùa giải tới, Đức Chinh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.